Thưa quý vị, chiều nay 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng tỉnh đã làm tốt công tác truy vết nhưng cũng phải tăng cường xét nghiệm để sàng lọc kỹ các F0, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội. Kể cả khi trên địa bàn tỉnh không còn ca F0 nào thì vẫn phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc thường xuyên. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh tăng cường xét nghiệm sàng lọc, nhất là ở các xã đang có dịch, phải làm sạch các khu vực này, phải thật chú ý các khu cách ly tập trung, tránh để lây nhiễm chéo, không bố trí nhiều người trong cùng một phòng. Nếu năng lực cách ly tập trung còn thì phải thực hiện mỗi người một phòng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh chuẩn bị thật tốt các khu cách ly, thực hiện tốt phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, giữ thật chặt ở cơ sở. Khi có người lạ đến địa phương, người về từ vùng dịch phải phát hiện sớm và xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là cán bộ đảng viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, cảnh giác và biết cách phòng chống dịch bệnh thật tốt. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, biến chủng Delta có khả năng lây lan rất mạnh, do đó phải thật sự kỹ càng từng chút một mới đề phòng được việc lây nhiễm. Dịch bệnh ở Bạc Liêu vẫn còn trong tầm kiểm soát, nên tỉnh phải cố gắng giữ cho bằng được. Nếu mà ông cách ly rộng, mà ông làm thật nghiêm, thì ông dập dịch tốt, nhưng mà kinh tế thiệt hại nhiều hơn. Ông làm cách ly ở diện hẹp, mà ông làm nghiêm, thì ông cũng dập dịch, nhưng mà anh em y tế, quân đội, công an thì khổ hơn, nhưng mà kinh tế đỡ thiệt hại hơn. Nhưng ông mà làm lỏng ấy, ông khoanh hẹp mà lỏng ấy, thì ông vỡ trận nhỏ. Ông khoanh rộng mà lỏng thì ông thảm bại luôn. Cái này nó hàng ngày mà tôi sợ là cái chủng mới sau này, cái chủng lambda nó còn khiếp. Chủng này nó cũng kinh. Thôi mong là các đồng chí chúng ta bây giờ cùng nhau bảo nhau. Tôi tin là Bạc Liêu thì chắc là không vấn đề gì đúng không? Còn các đồng chí có định mở trước thời hạn không, nội tình không thì cái này tùy các đồng chí thôi. Nhưng mà tôi nhắc lại là cố còn 10 ngày này thì tập, tức là mình thiết lập một cái cơ chế sống bình thường mới sau cái ngày đó, với một tinh thần như tôi vừa nói, tức là vùng của mình là vùng xanh, để mình làm hậu thuẫn cho cái cuộc chiến đấu chắc là còn thêm một số tháng nữa ở thành phố Hồ Chí Minh mà. Thì thôi, tôi rất là cảm ơn tất cả các đồng chí Bạc Liêu qua đây, thì cảm ơn đảng bộ, các cấp chính quyền, nhân dân thời gian vừa qua đã rất là nỗ lực, chúng ta kiểm soát tốt được tình hình ngày hôm nay. Phát biểu tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cho rằng tỉnh Bạc Liêu dù có ca nhiễm ít nhưng không chủ quan lơ là mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch. Khi phát hiện ca nhiễm thì thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng cách ly nhanh. Với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thì ở đây tôi có cái phương châm cũng chỉ đạo là coi như là quyết liệt, là thần tốc, quyết liệt, kiên quyết, nhanh hơn, hiệu quả hơn trong phòng chống dịch. Đối với tỉnh Bạc Liêu tôi nêu lên như thế để đối với các cái địa phương mà trong hệ thống chính trị là khi là coi như phải thực hiện cho nó nghiêm, đối với nếu trong công tác phòng chống dịch, khi thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì tôi cũng chỉ đạo bây giờ nội bất xuất ngoại bất nhập. Bây giờ công điện là 1063 của là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì ai đâu ở đó mà. Nhưng mà bây giờ cũng phải làm như thế, bây giờ siết chặt vòng trong, quản lý chặt vòng ngoài. Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, tỉnh sẽ thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Tỉnh đã có kế hoạch rước người Bạc Liêu từ vùng dịch về, các địa phương trong tỉnh cũng đang khẩn trương xây dựng các khu cách ly tập trung mới. Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Xuân Thu Dân cho biết, Bạc Liêu đã có 57 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, thiết lập 6 khu phong tỏa y tế, thực hiện xét nghiệm PCR cho hơn 20.000 lượt người. Bạc Liêu có năng lực điều trị 200 ca, hiện đang điều trị 46 ca. Tỉnh cũng đã tiêm hơn 48.000 liều vaccine, trong tổng số trên 52.000 liều Bộ Y tế đã phân bổ. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tỉnh đã tăng cường việc kiểm soát, kiểm tra người dân ra đường. Hầu hết người dân tuân thủ khá tốt. Tỉnh đã bố trí 30 khu cách ly ở tất cả các địa phương với sức chứa 3.400 người.
Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc chuẩn bị chỗ nơi và các trang thiết bị điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu, nơi được chọn để chuyển sang chuyên điều trị bệnh COVID-19. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ đang xây dựng khu điều trị riêng biệt cho bệnh nhân COVID-19 với 30 giường điều trị và 8 giường cấp cứu.